Các vị cũng thấy đó, chết mắt một cái là chúng ta đã đến với Tết xuân về ở khắp mọi nơi rồi. Hai anh em chúng tôi ngồi ở đây mà thấy không gian Tết nó nôn nao, nó hạnh phúc đến như thế nào đúng không? Háu hức, háu hức. Háu hức, mà không biết là mà Tết thì em có thường về quê không? Quê em ở đâu? À quê em hả? À? Quê em. Anh biết Vũng Tàu không? À quê em ở Dầu Khí, Vũng Tàu hả? Không không, cách đó một chút. À. À, anh đi khoảng hơn trăm cây. Hơn trăm cây Dạ, về hướng Tây Về hướng Tây dạ. ở quê em ở Bình Dương hả? Không Không phải hả? Chà, bây giờ thì em cho anh một cái đặc điểm đi Quê em có cái món đặc sản gì không? Có nghĩa là quê em á Hình như là em thấy món nào cũng có Món nào cũng ngon hết trơn à. Mà anh ăn uống giờ nào cũng có hết trơn À, ủa, quê em sẽ giống đô thị vậy? Đô em có vẻ sầm út quá vậy ta? Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh trời ơi cùng quê với anh nè ủa vậy hả trời ơi vậy mà cái cách dẫn dắt của em nó dài dòng mà nó chi tiết quá ha nhưng mà dạ thí dụ như ừ. dạ anh hỏi em quê đâu cái em nói dạ quê em thành phố nè dạ hết vậy rồi hết chị. thì nó nó không còn câu chuyện nữa đúng không dạ thế thì mỗi một tết đến xuân về thì em có về quê nội hay quê ngoại không à nếu mà nó hồi nhỏ thì có ừ, có hồi nhỏ em có ông anh rể là quê ở đồng tháp quý vị à, à mỗi lần mà tết đến á là coi em nói thiệt em không thích ở thành phố chút nào á à. tại vì về quê mới là có tuổi thơ đấy chứ được à, tắm sông tắm suối nè ừ. được à, à, bắt chuột đồng tháp là chuột hồi đó chuột đồng đó, đó cầm cái chĩa này chọt chọt cái nè. hay quá đó. Vâng. như vậy là cũng lâu lắm rồi em không về quê đúng không đúng rồi lâu lắm rồi không có được về ừ. quê nữa đó là lý do tại sao bây giờ chuột nó mập hơn hồi xưa rất là nhiều có lẽ là tại vì um, một phần nào đó uh, nó không bị em ăn thịt đó anh làm những quay... con mình <laughs> em ăn hết cả đồng tháp vậy <laughs> nhưng mà quay trở lại thì quê anh thì lại khác quê anh không phải tắm sông tắm suối mà quê anh dạ. đi ra biển tắm mà được ăn hải sản luôn. Đó cho nên là quê nội quê ngoại đều ở gần biển hết. Nhưng mà anh đang nghĩ là anh em mình ngồi đây nói về câu chuyện của những người đang sống tại Việt Nam mà cái Tết đến xuân về là được về quê hương của mình ha. Nó hạnh phúc đúng không em? Dạ. Ừ. Nhưng mà nếu như mà một cái người nào đó mà người ta sống ở xa quê hương thì như thế nào nha Ờ ừ. Anh nói mới để, ý. Ừ. Có nghĩa là bây giờ thí dụ mà anh hỏi là em bao nhiêu lâu rồi mà em không được về quê thì phải tính là hàng chục năm. Phải hơn hơn nhiều lắm, hơn 20 năm. Có nghĩa là hồi đó thì cứ Tết tới cả được về quê, được à, vô lo vô nghĩ lắm. Về đó chỉ biết chơi được này nói Nhưng mà bây giờ bắt đầu cuộc cuộc sống nó bụng bề rồi. Thành ra là bây giờ nhớ quê vậy lắm mà không có cơ hội để mà về như rồi, rồi được thoải mái như ngày xưa nữa. Đúng rồi. Tại vì mỗi một người đều có một cái cái công việc của mình mà họ rất là bận rộn. Nhưng mà anh thiết nghĩ là nếu như mà giả sử như mà những người mà ở xa quê hương Tết đến bằng và vào cái ngày giao thừa chắc là lúc đó họ sẽ lẻ loi lắm em ha. Dạ đúng rồi Chỉ những người mà họ đã từng trải qua cái cảm giác gọi là hạnh phúc Và đầm ấm bên cạnh gia đình vào những cái ngày giao thừa rồi đó Thì khi mà họ đi xa Họ mới thấm được cái sự cô đơn lẻ loi Khi mà anh tưởng tượng giao thừa rồi mình nhớ về quê hương của mình Mình nhớ về những người thân, cha mẹ, anh em, bạn bè Trời ơi nó buồn lắm Nghe tới đây thưa quý vị đã thấy xúc động, súng sang ở trong lòng rồi Và cũng xin thưa quý vị Đây là lần đầu tiên được giới thiệu ở trên sân khấu và lần đầu tiên được thể hiện bởi tiếng hát của chị Tư Cẩm Ly Một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi ca khúc Con Nhớ Quê Nghe vậy thôi mà anh thấy xúc động rồi chút nữa mà em bước xuống hàng ghế khán giả Em nghe chị Ly cất cái câu đầu tiên thôi anh bảo đảm em rơi nước mắt Anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai để em khóc trên vai anh Anh hứa nha anh hứa anh mà. Phải cho em khóc trên vai anh đúng rồi rồi khi mà em khóc ướt áo anh rồi anh tặng em luôn bộ vest này nha em thật là khóc tinh tế quá thôi đi xuống đây đi anh cho mượn và vai để khóc này nhớ yeah. chuẩn bị tâm lý nghe cái ca khúc con nhớ quê này nha